Thì đầu tiên là sách mới, sách nổi bật, sách vừa xem và sách theo cái danh mục. Đó. Thì ở click vào đây nó cũng sẽ có những cái danh mục bình thường thôi, thì danh mục chi tiết ở đây thì nó sẽ có hai kiểu. Ví dụ là gì? Nếu mà sách mà ở dạng có loạt file lên ấy, thì bắt đầu nó vẫn đọc được, thì ở đây nó sẽ có một cái file mềm. Và gì? Một là ví dụ như ở đây cho phải check thêm một cái trường hợp nữa là nếu mà view và là sách, nếu ví dụ như sách free thì sẽ được đọc ngay. Đây ví dụ như sách này nha, sách sách này ở đây nó sẽ có bé hơn, bé nó bằng không pro đây. Đây ví dụ như ở đây nó sẽ có là gì, nếu mà muốn đọc được quyển sách này thì một là phải mua, hai là gì, hai là quyển sách này nó sẽ là phải free thì mới được đọc. Và gì, và ở trong admin thì nó sẽ có ở cái phần đây ở cuốn sách này phải upload file online lên nhá, nó sẽ đọc. Thì ở đây ví dụ như là sách này vì nó là mất tiền nên nó sẽ phải mua hoặc là phải đăng nhập. Đây đăng nhập này, nó sẽ phải đăng nhập vào hệ thống. Đây thì phải phải đăng nhập này. Đầu tiên thì nó sẽ phải check là gì, à ông này ông ấy đăng nhập và chưa mua quyển sách này. Chưa mua quyển sách này thì nó vẫn không không thể đọc được. Nhưng mà khi mà nó đọc ngay thì mình sẽ thêm nó vào giỏ hàng ở đây và nó chỉ cần xác nhận thông tin thanh toán thôi. Đây. Đấy, nó chỉ cần xác nhận thông tin thanh toán thì ở trên sau này nó sẽ lập tức là nó quay lại thì nó sẽ lập tức là nó sẽ đọc được quyển sách này. Đấy. Nó sẽ đọc hoặc là ví dụ như là một trường hợp nữa là nó không cần đăng nhập, ví dụ như không cần đăng nhập nó có thể đọc được quyển sách này. Với điều kiện là gì? Với điều kiện của sách này là nó phải để giá 0 đồng. Tức là giá 0 đồng, giá free. Free thì gì? Free thì nó sẽ có thể đọc được. Đây. Đấy.